Xin kính chào quý anh chị em và con cô bác gần xa. Hôm nay kênh YouTube Hiếu Đoàn Thanh, tôi là Đoàn Thanh Hiếu, tiếp tục gửi đến bà con một cái nhãn hiệu rất là nổi tiếng đến từ Nhật, đó là Kubota L2601. Về cái con này là loại một cầu, số cơ bên cơ. Con này động cơ có 3 máy nhé. Bây giờ chúng tôi đang đi tới cái hệ thống cái lớp trước nhé. Chúng ta thấy đây là màu sơn zin toàn bộ luôn. Chúng ta thấy có những cái đoạn đi tây nè, lớn sơn zin còn bên Nhật luôn, hoàn toàn. Vâng, và đây, đây là thông số kỹ thuật của lớp trước đây, 616 nhé, 6.016. Đây nó có hơi nứt nhưng mà thật ra không vấn đề hết. Cái này chúng ta vẫn chạy được khoảng 2-3 năm. Được. Đây là cái cầu trước này nhé. Rồi, bây giờ ông đưa quay sâu vô máy luôn. Máy đang tiếng nổ rất là êm dịu luôn. Vòng qua phía bên trái nhé. Đây rất là tuyệt vời. Đây là cái đường dây để ghim cái bình điện vào. Chúng tôi để ngoài đất, chúng tôi ghim vào, chúng tôi không có để bình điện. Khi nào mua thì chúng tôi gắn bình vào. Đây chúng ta thấy là màu sơn tất cả đều trên, còn cái đây là hệ thống cái lớp sau nhé. Lớp sau này có thông số kỹ thuật là 12.424. Đây 12.424. Ta thấy là mâm ốc vít rất là đảm bảo. Đảm bảo tất cả cái mọi cái về cái kỹ thuật. Đây đúng giờ nó có hai thanh kiếm nhưng mà chúng tôi gửi ra rồi. Khi nào mua thì chúng tôi gắn thanh kiếm vào, hai thanh kiếm hai bên. Đây trục có đang xoay luôn nhé. Đây là hàng nguyên zin về luôn. Đây chúng ta thấy là cái đồng hồ đây chỉ có 433 giờ mà thôi. Rồi, và đây chúng ta thấy những cái bộ điều khiển của dàn xới đây. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ dở lên cho bọn xem luôn nhé. Rồi chúng tôi vừa mới dở ra. Đây là toàn bộ cái là zin 100% chúng tôi vừa đem về.
máy móc là chúng tôi đã kiểm tra tất cả mọi thứ như nhớt rồi, máy không đổ hơi, tất cả mọi thứ đảm bảo bà con về chỉ việc sử dụng mà thôi. Kênh YouTube của tôi Hiếu Đoàn Thanh, tôi Đoàn Thanh Hiếu. Hôm nay chúng tôi giới thiệu con 2601, con có 26 mã lực, loại 2 cầu, loại 1 cầu nhé, xin lỗi, loại 1 cầu. Số cơ bên cơ, động cơ có 3 máy. Đây là toàn bộ cái con Kubota là 2601. Rồi, cảm ơn quý bà con, anh chị em, cô bác gần xa đã theo dõi kênh YouTube tôi cũng như đăng ký vào kênh YouTube luôn nhé. Vâng, chúng tôi chân thành cảm ơn rất là nhiều. Tôi đây có rất là nhiều các cái dòng khác nhau. Bây giờ chúng tôi sẽ giới thiệu cho bà con một chút xíu về cái các xe xung quanh nhé. Còn đây là con Sierra D195. Rất là nhiều giới thiệu, sẵn đây chúng tôi giới thiệu cho bà con vài con xe. Đây là Sierra 195 nhé. Và đây là con Kubota L1802DT. Con này có 18 mã lực, loại 2 cầu, động cơ có 3 máy. Rồi bây giờ chúng tôi đang đi đến con ở đây là tên là Izuki TL 2500. Alo cho nghe. Ủa 35 còn anh. Còn 58 anh. Dạ dạ. Không anh, con đó có biếu có đuôi là 195. Dạ dạ dạ. Nếu đầu máy còn là 108 đó, còn đó là xuất sắc luôn á. Dạ. Sao anh? Ở Long An anh, Long An. Bên Đức Long An anh. Anh ở đâu? Kiên Giang thì khi nào anh lên điện em? Con đó có nhiều người hỏi lắm, bây giờ anh tranh thủ đi. Sao anh? Alo, nghe rõ. Sao? Không, giá chính thức giá chốt luôn á. Trước em chốt luôn á. Dạ. Còn nó ngon lắm á. Dạ. Đúng rồi, giá vậy nếu mà anh muốn á thì anh lên anh xem, còn nếu mà tại nhiều cái hỏi lắm, còn anh muốn ấy thì anh chạy lên đây. Còn không thôi thì anh cứ kẹt gì đó thì anh, nếu mà anh tin tưởng thì anh cọc để đó thì giữ xe lại cho. Còn nó xuất sắc luôn á. Rồi ok anh. Kiên Giang thì vận chuyển thì em bán tại chỗ đó, thì vận chuyển nhiều vận chuyển thì em bớt 1 triệu 2 triệu thôi, chứ không có nhiều đâu. Kiên Giang có 3 triệu hả? Em Kiên Giang có 3 triệu thì nó có nhiêu đâu. Dạ dạ. Rồi bao luôn, cộng đi bao luôn, ok luôn á. Dạ. Rồi, ok anh, có gì điện em. Rồi, chắc chở đi liền, nếu chốt thì chở đi liền anh luôn. Rồi, ok anh. Rồi đây là 18 con 2 1 cầu nhé. Rồi 2002 chúng ta 2002, đây là loại 2 cầu. Rất nhiều luôn, ba con lộn tôi giữ đẹp rồi. 2002 tuyệt vời, xuất sắc luôn. Đây là 2602. Rất nhiều luôn, tôi giới thiệu cho bà con xem. Ở đây là 2602 là 2 cầu đây. Động cơ có đến 4 máy luôn, xuất sắc mới về luôn á bà con. Đây là 3202, động cơ 4 máy xuất sắc luôn, hai em đứng sát bên nhau. Rất là xuất sắc. Đấy, ok luôn. Rồi, cảm ơn, trân trọng cảm ơn quý bà anh chị và con cô bác đằng xa đã theo dõi clip con Kubota là 2601. Rồi chúng tôi giới thiệu những con xung quanh như là Shibura 195, Isuki 2500, rồi nào là L2002DT, rồi 1802DT, rồi 2602DT, rồi 3202DT. Rất nhiều luôn. Trân trọng cảm ơn quý bà con anh chị cô bác đã theo dõi clip chúng tôi nhé. Chương trình chúng tôi đến đây là kết thúc. Trân trọng kính chào.